giả của kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Nói trai đẹp thường vô duyên, Lâm Vĩ Dạ bị ném đá. Lâm Vĩ Dạ bị ném đá ngay lập tức, chị lỡ miệng nói quá, nói kiểu quy chụp thế là sai rồi, ngoại hình chưa chắc đánh giá được tính cách một con người. Cộng đồng mạng nói, dù đã chồng con đầy huề nhưng Lâm Vĩ Dạ vẫn mê trai đẹp bất chấp, là một trong những nghệ sĩ có tiếng ở khoảng này. Thế nhưng mới đây, Lâm Vĩ Dạ bất ngờ có chia sẻ dễ làm phật lòng team hot boy. Nữ diễn viên thẳng thắn tuyên bố, bản thân tôi thích trai có duyên, xấu cũng được. Mấy anh đẹp như tượng mở miệng ra một câu tôi đi chỗ khác liền, đàn ông đẹp trai thường vô duyên dữ lắm. Bà xã Hứa Minh Đạt cũng khẳng định thêm, củi khô dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Ngay lập tức, lời nói bất nhất và hành động thực tế của Lâm Vĩ Dạ đã khiến cộng đồng mạng chú ý. Ai hay xem game show thời gian qua đều biết, Lâm Vĩ Dạ Harry thường xuyên cơ hội tiếp xúc với loạt soái ca nam thần đẹp từ mặt đến body. Cả hai đều đã có gia đình nhưng vẫn nguyện đổ đạp. Phấn khích với những màn tương tác đụng chạm ở cự ly gần với team trai đẹp. Thế nên quan điểm của Lâm Vĩ Dạ thật mâu thuẫn với những gì mà cô thể hiện ra. Chẳng thế mà Harry bộc bạch, rất nhiều người nhắc tới tôi với Lâm Vĩ Dạ rằng như những đứa mất nết, bởi cả hai quá bạo dạn, thoải mái với những người khác giới mặc kệ ông xã. Phía dưới bài đăng về chia sẻ của Lâm Vĩ Dạ, nhiều bình luận bóc mẹ đá xấu chê bai nữ diễn viên. Lâm Vĩ Dạ bị ném đá chẳng thương tiếc, không ít ý kiến cho rằng đôi khi Lâm Vĩ Dạ cũng hay làm quá, có những màn diễn xuất kém duyên, kém sang trên sóng truyền hình, nên đột nhiên nhận xét người khác như vậy là hơi quá lời. Không phải tự nhiên mà Lâm Vĩ Dạ được mệnh danh là đệ nhất mê trai, rất hào hứng tương tác với hot boy trong chương trình. Nhưng cuối cùng lại chê bai những người đẹp trai và cho rằng đa số thường vô duyên. Chị lỡ miệng nói quá, nói kiểu quy chụp thế là sai, ngoại hình chưa chắc đánh giá được tính cách, còn chưa kể là con người thì ai chả giống ai cả, sao mà nói càng thế được. Dù là ý kiến riêng nhưng đã là nghệ sĩ nổi tiếng thì cũng ảnh hưởng lắm chứ. Lâm Vĩ Dạ này nói chuyện có ra gì đâu, dẫn chương trình thì đúng nhàm chán, giờ toàn mới thấy người này riết mở tivi lên là thấy ngán muốn chết. Một người phụ nữ lấy không được trai đẹp cho hay, Lâm Vĩ Dạ bị ném đá vì chê trai đẹp, rất nhiều bình luận chê bai đá xéo nữ diễn viên. Còn nhớ Harry và Lâm Vĩ Dạ từng đại chiến vì quá mê trai đẹp. Trong tập 3 của chương trình Quý Ông Đại Chiến, hot boy tên Hải Nam khiến Harry Lâm Vĩ Dạ mê mẩn thích thú. Do ngồi gần Hải Nam nên Harry liên tục sờ mó đụng chạm vào người chàng trai, khiến Lâm Vĩ Dạ không khỏi khó chịu. Cô nhắc, chị Harugon chị nói chuyện đề nghị chị bớt đụng chạm người khác lại đi. Hải Nam cho biết, tuy mới đến nhưng đã bị cảm nắng Harry bởi vẻ quyến rũ của cô. Nghe xong khiến bà xã Trấn Thành hấn hở vô cùng, nhưng Lâm Vĩ Dạ tỏ thái độ khá gato. Thấy vậy Hải Nam liền nói thêm, em cũng rất thích sự dịu dàng dễ thương của chị già. Nghe thấy thế Lâm Vĩ Dạ đáp lại, vẫn giả vờ hờn dỗi, cảm ơn nãy giờ tôi tưởng không ai thấy sự tồn tại của tôi chứ. Một mình chị làm MC đi, còn tôi ngồi đây làm khán giả cũng được. Sau đó Lâm Vĩ Dạ giận dỗi Hải Nam và yêu cầu anh chàng phải giảng hòa bằng một nụ hôn. Thế mới nói mê trai thì đầu thai mới hết. Chắc chắn chồng Hứa Minh Đạt cũng phải bó tay vì bà vợ lắm chiêu của mình.